chạy nó không đau nhưng mà sao mặt đen hết thầy. Là sao cô bị? Được rồi, cô bị Thì gì? cái đợt cô bị chạy á, xong đâu tự nhiên thời gian sau thấy móng 10 cái đầu ngón chân thôi, nó móng nó đen thui à. Dạ hả? Cái gì? Mười móng mà đen thui luôn hả? Đúng rồi, nó đen. Mình nói ủa sao mình đi giày suốt mà thời gian đó là hay chạy nó không, bây giờ mới nghĩ ra là à cái đầu giày nó bị bám vô nó mới dồn. Đúng rồi, ai mà mất Cái móng rồi thời đó. gian này không có chạy máy này, không chạy 2 tháng nay không chạy thì thấy nó lại đang về bình thường. Đúng rồi, cái đó gọi là đen móng á, cái móng mà mình nó bị dập ra đất gọi là đen móng ha. Mà Thì không có hiểu. đúng Hôm rồi, nay thầy nói không hiểu. dạ thì đôi giày mình nó vừa đó, nếu mà nó vừa thì thực ra để mà chạy bộ mà đường dài thì nó đang bị chật, nên là mình sẽ mua nó rộng hơn size 1 đến 2 size ha. Thì 40 thì mua 41, 42. Dạ còn nếu mà mình 37 thì mình mua 38, 39 gì đó. À, rộng hơn nhà mình có thể là thấy nó hơi rộng chưa quen lúc đầu, nhưng mà cứ chạy một thời gian rồi tự nhiên nó quen à. Được không? Dạ. Dạ rồi thì anh chị có hỏi gì về giáo án của mình không? Dạ một số anh chị mà hôm qua chưa có thuận lợi để tham dự khai giảng đó, thì xem qua giáo án của nhà mình có câu hỏi gì muốn làm rõ cả nhà, mình cứ giao lưu ha. Anh sẽ sâu lại giáo án hay cả nhà. Đầu giờ làm rõ nhà mình tí xíu rồi nhà mình. Sao rồi Hoa hậu Thu Thảo, xem qua giáo án sao rồi? Nhà mình sẽ là giáo án từ Dạ em từ chào anh. cao, từ thấp đến cao thôi, cứ mỗi tuần chúng ta nâng lên tí xíu vậy đó, chứ không nhất thiết là ngày nào mình cũng phải chạy hơn. Cái tư duy sai lầm của người mới á, nhà mình có thể lưu ý này, có 2 sai lầm của người mới hay mắc phải. Sai lầm thứ nhất á, đó là giống như là mỗi ngày á, là phải chạy nhiều hơn, chạy nhanh hơn. Đây là sai lầm nguy hiểm nhất người mới hay gặp phải, và Tân cũng đã từng gặp phải anh chị, đó là giống như mỗi lần mình chạy á, mình phải chạy làm sao để mình chạy nhanh hơn. Giống như buổi hôm nay mình chạy này, buổi hôm sau mình phải chạy nhanh hơn, mình cứ canh cái tốc độ anh chị. Nhưng mà nó sai lầm rất là lớn, nó làm cho về cái hệ thống hiếu khí của mình á, nó bị phá vỡ. Thì nhà mình cứ đơn giản giúp Tân là chạy 21 km. Đơn giản như thế nào, đó là chỉ cần anh chị chạy 1 km mà nhẹ nhàng thong dong nhất thôi. Nhà mình chạy theo cái bài jogging á, nhà mình tập chạy theo bài jogging mà Tân đã gửi á. Jogging là gì? Jogging là nó giữa chạy bộ với đi bộ, nó nhanh hơn đi bộ tí xíu nhưng mà nó chậm hơn chạy bộ, nên nó chạy nhẹ nhàng lắm, giống như vừa chạy vừa thư giãn, gọi là hưởng thụ ăn vui á. Được không anh chị? Mới anh chị có thể chạy cái bài đó giúp Tân, thì anh chị chạy 1 km mà anh chị cảm thấy là giống như mình rất là nhẹ nhàng, và giống như mình vừa mới đi dạo vậy đó. Thì nếu mà anh chị có cái cảm giác đó đó, thì nhà mình chỉ cần lặp lại nó 20 lần nữa thôi, thì chúng ta sẽ hoàn thành được 21 cây. Đồng cái nhà chạy 1 km nhẹ nhàng thong dong, và sau đó lặp lại nó 20 lần nữa thôi. Được không? 21 km đơn giản vậy thôi, thì nhà mình có thể làm được ngay trong vòng 1 tuần thôi. Chưa cần đến 21 ngày nữa, mà chỉ cần anh chị có cái nhận thức đó thôi, thì trong vòng 1 tuần nữa nhà mình sẽ chạy được. Còn lại thì ví dụ như khái niệm nguồn này kia thì Tân sẽ hỗ trợ thêm, nhà mình cũng có video hết mà. Anh chị nào muốn hoàn thành sớm thì có video hết hỗ trợ nhà mình, để nhà mình có thể chạy được luôn. Đâu cả nhà nghe, thì nhà mình cứ chạy thong dong nhẹ nhàng thôi, đừng ráng chạy nhanh gì hết á. Còn anh chị nào cảm nhận cơ thể mình mà thể lực mình tốt á, thì chạy nhanh nghe. Còn không thì đừng có ráng đu theo những anh chị mà chạy lâu, bởi vì họ chạy thời gian lâu rồi, cơ thể họ quen rồi nên là họ chạy nhanh. Còn mình mới á, mình làm quen trước. Mục tiêu của mình là hoàn thành trước nha, hoàn thành trước hoàn hảo sau. Được cả nhà. Rồi về giáo án chạy bộ thì cứ đơn giản thôi, mình cứ theo giáo án thôi. Đó là một ngày chạy thì mình sẽ có một ngày nghỉ, và nguyên tắc của chúng ta là không nghỉ quá 2 ngày liên tục. Anh chị được quyền nghỉ một ngày nhưng mà ngày hôm sau thì anh chị phải chạy. Ví dụ nhà mình bận thứ hai thì anh chị chạy vào thứ ba rồi thứ năm thứ bảy. Ví dụ chị Thảo có hỏi này thì chị Thảo đổi cái lịch lên, chạy thứ ba thứ năm thứ bảy rồi chủ nhật thì thứ hai xong chị nghỉ, xong thứ ba chị chạy. Được không? Linh động làm sao 1 tuần mình chạy 4 buổi là được. Rồi trong các cái buổi mà chúng ta không có chạy này, thì chúng ta có thể có những cái môn bổ trợ, giống như là chúng ta đi bộ này, hoặc chúng ta xoay vòng giữa trục, hoặc là chúng ta squat rồi nhún gót, hoặc là câu cá. Những môn bổ trợ này rất là tốt anh chị, hỗ trợ cho mình để mình chạy được tốt hơn á. Thì những ngày không chạy thì anh chị có thể tập môn bổ trợ ha, cũng không nhất thiết anh chị chạy liên tục đâu. Đừng chạy liên tục mà nên cho cơ thể mình nó nghỉ ngơi nữa. Đâu cả nhà, và cứ theo giáo án thôi. Không cần phải vội.
Còn nếu anh chị nào mà cảm nhận nha, cơ thể mình là mình cái sức mình chạy tốt á, thì mình có thể chạy nhiều hơn để mình hoàn thành trước 21 ngày cũng được, không sao hết, được không cả nhà? Và buổi trưa thì chúng ta sẽ có Zoom như vậy nè, chúng ta sẽ có Zoom buổi trưa để nhà mình bổ sung thêm về khái niệm nguồn đó, hoặc là Q&A, ví dụ anh chị có câu hỏi gì anh chị cứ giao lưu và Tân sẽ làm rõ cho nhà mình, được không cả nhà? Được không? Giáo án này nắm được không? Ngày đầu tiên thì chúng ta chạy bộ 20 phút tự do ha. Thì sáng nay một số anh chị chạy rồi đó. Một số anh chị chưa thì chiều hoặc tối. Thời gian đối nhà mình thời gian thích hợp nhất để tập thể dục là khi nào các nhà? Thời gian thích hợp nhất để tập thể dục là khoảng khi nào? Giờ nào là thích hợp nhất để tập thể dục đối nhà mình? Thời gian thích hợp nhất để tập thể dục là khi nào đối nhà mình? Sáng thầy Sáng sớm. Và khi nào dạ nữa? ngày Thì tối điểm này thì nhà mình có điều nào mà nhìn thấy hợp đó, thì nhà mình cứ chia sẻ. Thường là cái nhà mình thấy là chạy bộ giờ nào là hợp nhất hay nhà mình, có người thì sáng sớm, có người thì tối. Chạy sau khi ăn nghe, thì ăn nhẹ thôi, còn ăn nặng thì phải một tí. Ăn mà ăn buổi sáng, trưa, buổi tối á, thì phải sau một tí. Còn nếu mà ăn nhẹ nhẹ thì sau nửa tiếng, sau 30 phút được không? Bởi vì nó cần tiêu hóa nữa. Rồi có người sáng sớm rồi tối ha, cái thời gian thích hợp nhất để tập thể dục là thời gian tập thể dục thôi. Không có giờ, khi nào mình thấy thuận lợi phù hợp thì mình tập thôi, nó không có giờ sáng giờ tối gì hết á. Mình đừng có bị dính vào nhận thức là tập buổi sáng tập buổi tối thì nó tốt hơn, không có giờ nào mình phù hợp để tập thì mình cứ tập. Giờ nào mình phù hợp để tập thì mình cứ tập. Như anh Phi Long nhà mình biết không, anh Phi Long lúc trước bạn Phi Long chạy bộ là lúc đầu anh không chạy bộ được đâu, nhưng mà sau đó anh bắt đầu chạy bộ cũng 2 km thôi, anh chạy 2 km rồi bắt đầu có giải chạy về Thanh Xuân á, rồi bắt đầu anh không có người để anh theo đó, nói chung là không có đối thủ á, thế là anh theo. Thì đối thủ của anh nhà mình biết chạy ngày nhiêu cây không, anh chạy ngày 40 cây. Để ngày một ngày nha, là anh chạy 40 cây á, thì một ngày á là 40 cây, thì anh Long anh cũng theo, anh Long anh cũng chạy một ngày là cũng 2 30 cây 40 cây gì đó. Thì anh Long ban ngày đi làm thì anh Long chạy giờ nào, thì anh Long chạy buổi tối, cái lúc đang ngủ anh Long chạy bộ. Anh Long có chia sẻ trong video hiện thực á, là cái thời gian mà thích hợp nhất á, là thời gian tập thể dục thôi, mình thấy thích hợp thì mình tập thôi, được không cả nhà? Chứ cũng không có thời gian cố định để làm sao để mình ăn vui lúc tập thôi. Bởi vì nếu mà chúng ta nghĩ là buổi sáng hay buổi tối, buổi 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 chiều gì đó thì hợp, người chúng ta không chạy được cái buổi tối, chúng ta nói là buổi tối chạy nó mệt lắm, thì mình có cái suy nghĩ như vậy á, thì mình bước ra mình chạy thì nó ra cái tinh thần mình nó đã không ngon là thì mình chạy không được, được không? Nên là thời gian nào phù hợp thì mình cứ chạy thôi, thời gian thích hợp để tập thể dục là thời gian tập thể dục thôi. Dinh dưỡng trước chạy rồi sẽ chia sẻ nhà mình sau. Hôm nay thì cứ bắt đầu đơn giản tí xíu đi. Tại sao là chạy bộ 20 phút, đó là muốn nhà mình chạy tự do trước, không có chia sẻ bài tập gì hết đó, muốn nhà mình chạy và cảm nhận cơ thể trước, xem là cái dáng của mình trước, và gợi ý nhà mình nên quay lại video dáng chạy của mình. Hôm qua quên dặn đó là nhà mình anh chị nào mà muốn hỗ trợ về chỉnh dáng đó, thì nhà mình quay lại video, nếu mà có người quay giùm thì tốt, còn nếu mà không có người quay giùm thì nhà mình đặt cái điện thoại để nhà mình chạy ngang ngang chạy ngang qua, giống như vậy là mình chạy ngang qua. Cũng cho ít nhất khoảng tầm 3 giây đó, 3-5 giây đó, để Tân xem ha. Tân xem dáng chạy, Tân sẽ hỗ trợ cho nhà mình chỉnh lại cái dáng, để mình chạy đúng. Cái này cũng quan trọng lắm á, anh chị. Thì trong chương trình này anh chị cứ bữa nào thuận lợi thì nhà mình cứ quay thôi, Tân sẽ hỗ trợ điều chỉnh dáng cho mình. Anh chị gửi lên trên nhóm hoặc là gửi cho Tân để Tân hỗ trợ. Nên ngày đầu tiên thì Tân không có nói gì về tư thế gì hết, muốn nhà mình trải nghiệm thử trước, cảm nhận cơ thể mình trước, rồi sau đó thì bắt đầu vào chương trình, thì Tân sẽ có những cái này, những buổi mà sẽ hỗ trợ về tư thế cho nhà mình. Được không cả nhà? Được không ạ? Nên hôm nay cứ chạy 20 phút và mình check in lên hang, rồi thứ tư thì chúng ta sẽ chạy 2 cây, thứ sáu thì chạy 3 cây, và chủ nhật thì chúng ta sẽ chạy 6 cây. Rồi tối nhật thì 7:30 chúng ta sẽ có Zoom để tổng kết tuần, và lên một tuần mới. Thì anh chị nào cảm nhận chạy tốt đó, thì anh chị có thể chạy giá tuần 2 cũng được, được không? Anh chị chạy luôn giá tuần 2 cũng được. Thì về giáo án chạy bộ, nhà mình có anh chị nào có câu hỏi gì không về giáo án chạy bộ nữa không? Check in ở trong nhóm chạy bộ K06 nghe, hình như có add vào nhóm rồi đó, mình check in trong K06, còn cái nhóm code đó là để
hỗ trợ thông tin nhằm là chính, để tránh bị trôi. Còn mình sẽ check in á, anh chị tham gia khóa nào thì anh chị sẽ check in trong khóa đó là nhóm K06 á. Dạ, nắm được hay nhà mình rồi. Và chương trình thử thách nên là cũng sẽ có những gì thử thách mà nên anh chị hoàn thành á thì cũng sẽ có phần thưởng cho nhà mình. Nhà mình xem lại video có thấy đúng không? Dạ, thì anh chị tham gia thử thách mà chị hoàn thành trong 21 ngày thì chúng ta sẽ có là giấy chứng nhận về đích 21 km. Xem lại giấy ha, cho nhà mình xem lại giấy chứng nhận ha, được không? Thấy giấy chứng nhận được không? Đây là giấy chứng nhận bên tham khảo từ bên hiệp hội marathon đó. Họ cấp giấy chứng nhận cho những người mà chạy marathon 42 cây mà dưới 4 giờ anh chị. Thì tôi thấy rất là đẹp, nó có thêm cái vòng nguyệt quế nữa nè, rất là đẹp ha. Thì đây nó giống như một cái biểu hiện vật chất đó. Khi mà mình hoàn thành đó, thì sẽ tặng nhà mình để nhà mình lưu lại cái kỷ niệm. Là trước là tôi cũng chạy được 21 km trong 21 ngày đúng không? Bình thường anh chị biết bao lâu người ta chạy được 21 km không? Đối nhà mình, anh chị biết bao lâu nếu mà người ta không được hướng dẫn, không có công thức nha, thì theo anh chị bình thường thôi, để anh chị chạy 21 km đó, anh chị sẽ mất bao lâu để anh chị chạy được 21 km? Nào, ra đây chia sẻ ha. Mày theo sức nhà mình nha, nếu mà gì anh? Nếu mà nhà mình tự chạy đó thì theo anh chị mất bao lâu anh chị chạy được 21 km? Dạ, chị Hương kết bạn với em có gửi lời kết bạn rồi đó. Dạ đó, nhà mình có thể chia sẻ cho từng khi tí xíu, nếu mà anh chị tự chạy nghe thì mất bao lâu anh chị sẽ chạy được 21 km tự chạy nghe. Rồi, chị Ngọc Lan, chị Ngọc Nhi làm hình đẹp quá trời, có hình đẹp rồi ha. Giờ đăng Facebook một cái, chị đăng cái hình này thôi, chị kèm thêm một cái bài học, một cái câu nói thôi là ngon rồi đó. Tự nhiên mình họ nhìn vô tấm hình họ thấy mình khỏe. Anh cái nha. Dạ cái nha. Phải mất bao lâu để mình chạy được 21 km? Liên tục nghe. Không, nghĩa là mất bao lâu luyện tập á, thời gian khoảng bao bao lâu, mấy ngày hoặc mấy tháng luyện tập á để mình chạy được 21 km? Lúc trước một số anh chị mà lúc trước mà anh chị từ chạy á, mình chưa có công thức á, đúng không? Có thể là vài tháng đúng không? Và Tân thì lúc trước thì Tân chạy 21 km thì khoảng tầm hơn khoảng 2 tháng rưỡi á, đâu có công thức gì đâu. Nhưng mà lúc đó ý là mình cũng nghiên cứu và mình chạy mà giống như mình để nó chắc á, là mình chạy từ 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 anh chị. Rồi mình nâng lên á, thì khoảng tầm 2 tháng rưỡi. Nhưng mà cũng có cơ duyên thì Tân cũng tham gia chương trình của các chuyên gia chạy bộ anh chị, thì họ chia sẻ làm sao để chạy được 21 km trong 21 ngày. Thì lúc đó Tân chạy được rồi thì Tân vào Tân học lại về kỹ thuật này, Tân không tập về kỹ thuật rồi Tân học về công thức. Thì cái giáo án thì thực ra là Tân cũng tham khảo của các chuyên gia và Tân biên soạn lại theo cái giống như theo cái kinh nghiệm của mình và cái nguyên tắc chạy của Tân thôi. Bởi vì bên đó thì họ chạy là 1 tuần, họ chạy 3 ngày, nhưng mà Tân thấy thì nghỉ quá 2 ngày thì nó không hay lắm, nên là Tân làm lại giáo án thì 1 tuần chạy 4 ngày. Vậy thôi, Tân điều chỉnh lại tí xíu. Và các anh chị khóa trước anh chị làm theo giáo án thì anh chị đều chạy ngon hết, nên là nhà mình cứ sao đơn giản, tin tưởng, nghe lời và làm theo thôi thì nhà mình sẽ có kết quả. Nhà mình nhớ công thức này ha, đơn giản, tin tưởng, nghe lời và làm theo thôi thì sẽ có kết quả. Còn anh chị nào mà chưa có kết quả thì nhà mình cứ quay lại xem thử là cái bước, có bước nào mà mình chưa thực hiện đúng không, được không? Có một bước nào đó mình chưa thực hiện đúng thì cái đó là mình chưa làm đúng thì nó chưa ra thôi, còn nếu như mình làm đúng thì sẽ ra kết quả. Tân có một niềm tin vậy đó anh chị, đơn giản, tin tưởng, nghe lời và làm theo, được không cả nhà? Nên chạy bộ 21 km thì đơn giản thôi, đó là chúng ta chạy 1 km và lặp lại nó 20 lần. Mình tin tưởng vào giáo án mình đã có rồi, rồi đồng đội, rồi cái người hỗ trợ hết rồi, bây giờ mình chỉ nghe lời mình làm theo thôi, được không? Thì anh chị sẽ gì ạ? Sẽ được nhận giấy chứng nhận khi mà mình về đích ha. Rồi có quà tặng đó, một bộ video chương trình của thầy Tony Robbins này, rồi tặng anh chị 2 giờ cốt mục tiêu quản trị tâm thức, giống như là cái công thức này Tân đang ứng dụng trong chạy bộ á chị, đó là quản trị tâm thức, quản trị về nhận thức á. Thì trong 21 ngày anh chị có nhận thức thì anh chị sẽ chạy được đúng không? Thì anh chị nếu anh chị nào muốn cần hỗ trợ thì có thể là liên hệ cho Tân, Tân sẽ hỗ trợ anh chị làm sao để mình quản trị về nhận thức trong việc đó, nội tâm, về sức khỏe, mối quan hệ và tài chính, ví dụ vậy. Đâu có nhà. Rồi.
Nó tặng anh chị đó là chương trình nhà lãnh đạo hạnh phúc 50 buổi, thì Tân có chương trình đó là huấn luyện thân tâm trí toàn diện, chạy bộ thì nó là thân thôi, mới đang thân thôi, còn tâm với trí nữa cả nhà. Nên là hàng tuần Tân vẫn có chương trình huấn luyện về thân tâm trí, thì anh chị có thể sắp xếp để mình tham gia ở cả nhà vào tối thứ ba và tối thứ năm. Dạ thì nhà mình có thể tham gia, và hiện tại thì chuẩn bị có một chương trình đó là về về tâm anh chị, về tâm, nó là nội tâm, thấu hiểu nội tâm. Thì nhà mình có thể, Tân sẽ gửi cái đường link lên nhóm nhé. Anh chị nào thuận lợi thì anh chị, nếu mà anh chị không phải là trong cộng đồng á, thì anh chị có thể là tham gia để học tập. Còn một số anh chị là mentor thì chắc anh chị là anh chị đã biết thông tin đúng không? Đó thì chúng ta cái nội tâm quan trọng lắm anh chị, bởi vì đâu đó chúng ta chưa có làm được, bởi vì do cái nhận thức nội tâm chúng ta nó chưa có đủ, nó chưa có đủ lớn. Nên là có câu nói nó vậy đó, định tâm ở vạch đích thì không còn rào cản nội tâm nữa. Bởi vì cái rào cản nội tâm bên trong đó, nó ngăn cản mình làm cái việc đó, nó ngăn cản mình chạy bộ 21 km. Chứ thực ra là chúng ta đều có năng lực để chạy được 21 km, anh chị tin điều đó. Bản thân chúng ta đã có sẵn cái năng lực để chạy được 21 km rồi, có thể là ngay ngày hôm nay anh chị vẫn có thể chạy được, chứ không nhất thiết 21 ngày đâu. Chẳng qua tạo 21 ngày để anh chị thấy là nó an toàn tí xíu, chứ thực ra đó là gì, anh chị đã có năng lực để anh chị có thể chạy được ngay. Cơ thể mình nó hay lắm anh chị, cơ thể mình nó rất là hay. Nên là lúc anh chị chạy xong 21 km, anh chị thấy là ủa mình chạy được này, mình làm được này. Thực ra cơ thể mình nó cũng không có khác nhiều đâu anh chị, nó không khác nhiều giữa các ngày đâu, nhưng mà cái tâm trí của mình á, cái nội tâm của mình đã đổi thì mình chạy được, được không anh chị? Nên là chúng ta quản trị nội tâm mình rất là quan trọng. Nên chương trình mà Tân vẫn hay nghe liên tục lúc Tân chạy bộ đó là thôi nội tâm kiếp là an vui. Lúc nào chạy bộ Tân cũng nghe chương trình đó đó. Tân nghe khoảng từ tháng 4 năm 2023 tới giờ chạy bộ là Tân cứ mở lên Tân nghe, lúc thì Tân đeo tai phone, lúc thì Tân cũng không đeo, Tân mở, Tân để điện thoại đó, Tân nghe, Tân mở hết hết loa Tân nghe thôi. Lúc nào chạy bộ Tân nghe đó. À, và nó giúp Tân vừa nâng cao được cái nội lực của mình. Một số anh chị học tập anh chị biết này, cũng là thủ đắc đó, là Tân đang vừa thủ đắc luôn, thì Tân tiết kiệm thời gian, thay vì là Tân ngồi thủ đắc không thì Tân vừa chạy bộ là Tân nghe luôn đó, thì Tân rút ngắn được cái thời gian đó. Và Tân vừa chia sẻ, ví dụ như hôm nay Tân muốn chia sẻ về chủ đề này, cũng là Tân mở lên Tân nghe đó, thì buổi tối là Tân bước qua Tân chia sẻ luôn, cô không có luyện tập nhiều đâu, không dành thời gian ngồi không nhiều đâu đó. Nên là gợi ý nhà mình có chương trình về nội tâm ha, nhà mình nên tham gia đâu cái nhà. Rồi một số anh chị thì là nhân mạch đó, thì anh chị có thể liên hệ với nhân mạch của mình ha, và để nhận link để tham gia đâu không cái nhà. Rồi điều kiện để nhận quà đó, chúng ta về đích 21 km và hoàn thành là 80% giáo án nghe. Anh chị có điều kiện nhận quà nha cả nhà, ví dụ như là 80% giáo án là sao, là chúng ta sẽ tính là một tuần chúng ta có 4 buổi chạy, thì 3 tuần là chúng ta có 12 buổi, thì 80% thì nó khoảng khoảng tầm như là khoảng tầm 9 buổi. Còn nếu mà anh chị tốt nghiệp sớm á là anh chị được nhận luôn, được không? Anh chị tốt nghiệp sớm anh chị nhận luôn, được không anh chị? Còn anh chị mà chạy đúng giáo án á thì khoảng tầm là 9 buổi, được không cả nhà, thì anh chị sẽ được nhận những phần quà này, được không ạ? Và thấy anh chị thấy Tân thấy là anh chị cam kết nhiều lắm, nên anh chị đăng ký anh chị cam kết, nhưng mà Tân đã trải qua nhiều nhiều khóa rồi, Tân biết một điều đó gì ạ, cái sự cam kết của anh chị á nó vẫn chưa đủ lớn. Cái này Tân chia sẻ thật, cái sự cam kết của anh chị nó chưa đủ lớn, bởi vì không có ràng buộc anh chị hết. Mình thích thì mình chạy, mình không thích thì thôi, bữa nay mình rảnh mình chạy, bữa khác mình bận thì mình nghỉ, có đó anh chị. Nên là để mà cam kết hơn này, anh chị tự cam kết chính mình này. Tân vẫn gợi ý anh chị đó là anh chị có thể là cọc lại cam kết với chương trình, để anh chị khi anh chị hoàn thành á thì cái phần tiền đó anh chị sẽ tiền cọc anh chị nhận về, và sẽ tặng thêm nha anh chị đó một cuốn sách cuộc đời yến nghề sinh anh trị giá 2 triệu, và Tân sẽ khai vấn, Tân sẽ đọc bài cho anh chị, được không chị? Cái này tặng thêm anh chị, và tiền cọc thì sẽ hoàn lại anh chị. Còn nếu anh chị thấy nếu anh chị thấy chương trình ý nghĩa và muốn đóng góp cầm quỹ học bổng, Tân có một quỹ học bổng Tre Xanh để hỗ trợ cho các bé đến trường đó. Dạ, và làm cũng mấy năm rồi anh chị, và khóa K05 vừa rồi thì đâu đó cũng được 5 triệu á. Một số anh chị gọi là gieo hạt rồi, có gia đình anh Tám chị Diễm á cũng gửi thêm đây, tiền vé mà anh chị không mua vé đó thì anh chị gửi thêm vào chương trình thì khóa K05 được 5 triệu. Dạ, vừa hỗ trợ quỹ học bổng, vừa hỗ trợ các bé, cũng vừa hỗ trợ cho những chương trình này, ví dụ như có quà tặng rồi hỗ trợ một số anh chị học tập đồ dụng cụ sao đó thì cũng hỗ trợ lại luôn đó. Tân tạo một cái quỹ học bổng như đó, thì anh chị nếu mà được nha, Tân gợi ý anh chị thì nên cọc cam kết, thì cái lúc này cái sự cam kết của anh chị sẽ lớn hơn. Số tiền đối với anh chị Tân biết là không lớn, nhưng nó có một cái sự ràng buộc cam kết đó, thì anh chị làm sẽ tốt hơn rất là nhiều.
và trải qua nhiều khóa tôi cũng có quan sát được cái điều đó. Anh chị mà cọc cam kết nha thì cái tỷ lệ hoàn thành là 80%, còn những anh chị mà không cọc cam kết thì tỷ lệ hoàn thành là 5%. Dạ thì chia sẻ trước để anh chị nhìn trong nhóm đó, 50 người nhưng mà khoảng đâu đó tốt nghiệp thì Tân cũng chưa biết con số. Nếu anh chị cam kết nhiều thì con số sẽ nhiều, còn nếu anh chị chưa sẵn sàng cam kết với chính mình thì con số nó thấp hơn rất nhiều. Nên việc của Tân á thì Tân hỗ trợ anh chị hết mức tối đa thôi. Dạ hỗ trợ hết mức tối đa thôi, còn việc của anh chị tự cam kết với chính mình nghe. Dạ nên là anh chị tham gia thì Tân hết lòng, còn anh chị mà không về đích cũng sao hết, Tân cũng không bận lòng, bởi vì việc của Tân là hỗ trợ anh chị hết mức, còn việc còn lại là anh chị tự cam kết với chính mình. Nắm được tinh thần cả nhà. Dạ còn số tài khoản thì Tân có gửi ở trên nhóm á. Dạ Tân có gửi ở trên nhóm á, nhà mình có thể là thực hiện cam kết ha. Thì anh chị nào mà thực hiện cam kết á, thì để lại thông tin họ tên số điện thoại và gửi gửi cái hình giúp Tân để Tân xác nhận ha cả nhà. Dạ đó là một số phổ biến lại về giáo án ngày hôm qua để nhà mình nắm ha, được không ạ? Nhà mình thấy chơi vậy đủ phê lây chưa? Còn không anh chị cứ tham gia bình thường, anh chị tham gia bình thường thì anh chị hoàn thành thì vẫn có giấy chứng nhận và có quà ha. Còn cái này thì anh chị muốn là mình cam kết hơn thì anh chị có thể là tham gia phần cọc cam kết để anh chị có thêm phần quà của mình nữa ha. Dạ rồi có nhà mình có anh chị nào hỏi về giáo án không cả nhà? Dạ giáo chị bộ có anh chị nào hỏi về giáo án đó không? Rõ hình về đích chưa ạ? Thấy hình về đích chưa? Thấy rồi Thấy thầy. thấy được cái Thấy hình, đã được con số 21 km lên cái hình chưa? rồi thầy, thấy từ sáng Bỉ nói câu Bỉ ngon quá rồi. rồi. Cô Bỉ thì giờ chỉ là làm lại thôi, cô Bỉ làm được rồi đó. Cô Cô Bỉ có chia Bỉ sẻ, là super của mình luôn á. Cô cô Bỉ chia sẻ hiện Bỉ thực là về về được mà cô nói mà chạy, cô học lớp cốt xong ra cô chạy luôn á. Nè đi một xíu cho đó cô Bỉ. cô bị hồi trước học thi ganh đuổi cốt cô bị đã biết chạy đâu cả nhà, xong thầy Sơn kêu là nó thấy ngày mai ai ra chạy đi, chạy 5 cây hay 4 cây gì đó, bị ra chạy thử lần đầu tiên trong cuộc đời, bước ra chạy lần đầu tiên, bước chân chạy là 4 cây, cái thấy cũng không có gì hết, ngày mai ra là quất tiếp được 5 cây, sau ngay mấy ngày sau quất được 7 cây, cái thêm được 10 cây, thế là 10 cây xong rồi sau đó là làm luôn 20 cây. Thế cái nhóm 30 Tết, cái nhóm bạn trẻ chạy trên Facebook á, đăng trên Facebook ở Bảo Lộc chạy, thế là cũng ra nhập bọn chạy luôn. Xong rồi ra mấy bạn kêu chứ cô mà chạy cái gì, nhìn tướng cô này mà chạy nữa nha, trời ơi chơi được Tết các bạn chơi thì cô cũng chơi chứ gì đâu. Cái nói ngon lắm nha, nhưng mà sao mà lúc còn về vượt các bạn trẻ luôn á cả nhà, không tưởng tượng luôn. Mà lại chạy theo cái bạn đó là ngày nào bạn cũng chạy hết, ngày nào bạn cũng đánh trần bạn chạy, bạn con trai luôn á, nào bạn cũng đi chạy ở Bảo Lộc là đi uống cà phê vẫn thấy bạn chạy đều đều, bạn đó ngày chạy các ngày cũng phải cả chục cây, mà không ngờ là mình là vượt theo được bạn, qua được bạn đó. Nhưng mà chị Bỉ chạy cái bay là bao nhiêu cô Bỉ? hai Cô tiếng Bỉ chạy cái bay rưỡi hôm đó, mấy? 2 tiếng rưỡi mà 21 cây, Tính ra cái bay lại nhiều con. hơn bảy bảy chấm mấy thì tên Ừ, hỏa không giỏi sao. quá. Lệ đang nói là Bị lệ cái bay của đâu Lệ nó còn đang có chậm nè. Lệ đang muốn cải thiện cái bay. rành lắm nhưng mà bị thấy hết 2 tiếng rưỡi Bay 8 là cũng nhanh đó. là đó, là có 2 cái dốc đó cả nhà, có một cái dốc nó dài luôn, cái dốc đó chắc cũng phải 400 mét mà bị quất luôn, Ngon quá trời. cái đó là dốc dốc gọi là dốc sương mù của Bảo Lộc. Rồi còn có một cái dốc nữa, dốc nữa kia thì nó thoải thoải hơn, nhưng mà cũng là dốc, nó không có cao như dốc đó. Còn nếu mà không chạy dốc thì chắc là nhanh hơn. Nhưng mà thôi cũng đâu cần thiết chạy nhanh đâu, cứ chạy vậy thôi đều 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 vậy là được rồi. Tại Bỉ không có bao giờ, khi Bỉ chạy là Bỉ không bao giờ chạy nhanh, Bỉ cứ đều thôi vậy thôi. Cái mức cứ, ví dụ mà 2 cây có thể là 15 phút, có thể là 14 phút tùy ạ. À. Có ngày nào thì có thể 13 phút, nhưng 13 phút ít lắm. Thường 14 với 15 hay 14 5 và 2 cây.
Nhưng mà sáng lâu rồi không chạy, sáng người ta chạy thì thấy cũng bình thường. Sao không để chụp xong nửa tiếng cái chạy ra đi chạy bộ. Sáng dậy sớm học với lại cô Nga Jimmy nè, xong xe không để chụp. Xong rồi bị ra bị đi chạy bộ. Thầy thầy Ngon quá. thầy thầy Tân ơi, hôm qua em không có vào, thế thì hôm nay mới vào, vậy thầy nói sơ qua về cái buổi hôm qua để em nắm được không thầy? Bị có gửi cho chị Liên cái của thầy Tân hôm qua đó. Cái lúc sáng nay chị gửi, em tưởng gửi Để tiếp. nghe lại á. Dạ Dạ. dạ ừ, chị gửi lại cho em được. Dạ nghe lại á thôi chị Liên. Dạ, em biết ơn chị. Dạ. Dạ sao ạ, mình hỏi gì ạ? Bên em bị đưa. Cái Dạ buổi không dạ chị buổi Liên em hỏi gì ạ? à, tại em hỏi thì chị Bỉ nói là đợi em, chị Bỉ sẽ gửi cho em cái buổi hôm qua em không vào dự khai giảng được cái thầy, thì em muốn nắm lại nội dung của buổi hôm qua ấy mà. Hình như có gửi chị Liên cho ta. Chị Liên kết bạn. Sáng không gửi chị Liên rồi mà. Video hả? Dạ, video thầy. Sáng gửi rồi mà. Dạ em biết ơn thầy, để em quay Sáng lại. gửi rồi đó. Đâu rồi? Sáng gửi rồi đó. Dạ. Em gửi rồi đó. Cái gì chị xem lại video đó ha. Dạ Dạ. dạ em biết ơn thầy. Rồi thì mình ôn lại tí về vận thức, nhận thức về vận động ha cả nhà. Giống cô Bỉ á, thì cô Bỉ cũng đang làm điều này. Cô Bỉ bắt đầu đó là cô Bỉ vào cái gốc năng lượng trước, đó là trong một cái chúng, đó là học thầy cân đối cốt nè, rồi người ta cô Bỉ thấy người ta chạy bộ được nên là cô Bỉ chạy theo. Thì nên là có một cái câu nói vậy, nếu như bạn chơi với 5 người á thì có phải là bạn sẽ trở thành người thứ sáu giống như họ không? Thì nếu như bạn có năm bạn chơi với 5 người chạy bộ á thì có phải bạn là người chạy bộ thứ sáu không? Nên đơn giản nhất á, để mình làm được cái điều gì á thì đôi khi đừng ngồi đó nghĩ nhiều mà gì à? Hãy tham gia một cái nhóm đó, tham gia vào chúng đó thì dần tự nhiên cái mình làm được rồi, cái nhạc nó đơn giản hơn rồi thì xong. Nhưng mà cô Bỉ này lúc mà từ năng lượng thì cô Bỉ đổi qua được vật chất, đó là năng lượng nó đủ thì nó sẽ tràn qua vật chất, nên đủ lượng á thì chất nó đổi, đúng không cái nhạc? Thì cô Bỉ có một chất ở đây là cô Bỉ chạy được 4 cây 7 cây rồi 10 mấy cây rồi 21 cây. Nhưng mà để mà thông tin cho, để mà cho nó chắc á anh chị, thì nhớ lúc mà chúng ta có vật chất á thì chúng ta phải củng cố cái thông tin, phải củng cố thông tin thì nó mới đủ 3 cốc này thì nó mới bền nha cả nhà. Thì lúc này nếu như cô bị huân tập thêm những cái khái niệm nguồn hay là những bài tập á thì lúc này cô bị sẽ rất là chắc, và sau này cô bị muốn chuyển giao cho ai á thì cô bị đều sẽ chuyển giao được, đồng cả nhà. Nên là đợt này cô bị tham gia thì cô bị bổ sung thêm cái gốc này này, thì sau này cô bị vừa có hiện thực mà cô bị vừa có thông tin, có năng lượng vật chất thì cô bị chuyển giao người khác rất là dễ. Nhà mình nắm được không ạ? Thì mình chỉ cần đơn giản là một cái tam giác mà thôi thì nhà mình đã làm được rồi đó. Nên làm là phải có hình ảnh đích đến. Cái hình ảnh đích đến là cô Bỉ mong muốn là chạy được 21 cây, là mong muốn tột cùng nên cô Bỉ làm được điều đó. Nên nhà mình muốn làm gì thì hãy có hình ảnh trong tâm trí trước, được không? Nhà mình đã kiếm cho mình 3 đến 5 hình chưa? 3 đến 5 hình về đích nhà mình có chưa? Nhà mình thấy hình Tân gửi không? Là Tân cũng thiết kế hình gì đó, là để đi Iron Man rồi sẽ chạy bộ gì gì đó, là những cái hình ảnh mà Tân đã thiết kế từ trước. Đừng có quan tâm mình sẽ làm như thế nào mà hãy có hình ảnh trước đi, rồi sau đó bắt đầu dần 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 á, và mình sẽ việc mình huân tập thêm để mình làm được cái điều đó, được không cả nhà? Nên bài tập đầu tiên đó là 3 năm hình về đích nha, nhà mình nhớ có nha. Nếu mà anh chị nào có rồi đó thì nhờ anh chị gửi lên trên nhóm giúp Tân với, gửi lên trên nhóm ha. À, gửi đi, đôi khi anh chị khác thấy hình đẹp á có thể lấy về, được không? Mình vào mình thấy anh chị, đôi khi trong nhóm Facebook của mình thôi, mình thấy anh chị nào mà họ chạy bộ mà có hình đẹp quá mình lấy về. À, anh chị nào thích thì lấy hình Tân về cũng được. Thật ra ở đó lúc chạy 42 cây đó là Tân chỉ có 2 hình về đích thôi. Lúc đó Tân trong đầu là lúc làm 2 kiểu, kiểu thứ nhất là mình giăng tay như vậy nè, kiểu thứ nhất giăng tay, kiểu thứ hai chào cờ. Là lúc mà Tân, lúc đó là Tân chạy 42 cây được trước là coi như là Tân lúc đó Tân càng hết năng lượng, mà 10 cây sau là Tân chạy gần như là bằng ý chí không á. Bởi nhưng mà mình có cái hình về đích là mình phải làm cái đó, là vừa về đích là mình mừng á chị, là mình giăng tay xong mình vừa qua cổng là mình vừa chào thêm một cái là xong là Tân nằm luôn. Vừa làm đúng 2 cái hình đó là Tân nằm luôn, nhưng mà cái hình mình nó rất là rõ vậy đó, và phải có sẵn cái hình đó đó anh chị. Thì lúc mà về đích đó người ta sẽ có chụp hình ở vạch đích, anh chị mà không chuẩn bị sẵn đó, nhìn hình về đích gớm lắm, được không? Nên anh chị chuẩn bị sẵn để lúc về đích đó, nhà mình chụp hình cho đẹp. À, rồi lý do, có những cái lý do để mình chạy bộ ha, thì anh chị chỉ cần làm đúng cái tam giác này thôi thì mình sẽ thực hiện được, đúng không cả nhà?
Không biết là hôm nay có cá. Thế đi tí xíu về nhận thức về sức khỏe ha, thì mình hôm qua mình có cái câu hỏi là mình chọn chạy để khỏe hay khỏe để chạy, đúng không ạ? Khỏe để chạy hay là chạy để khỏe? Khỏe để chạy, chạy để khỏe cả nhà. Mình muốn chạy để khỏe hay là khỏe để chạy? Bây giờ hôm qua nghe thầy nói thì là khỏe để chạy. Nên là không nhất thiết mình phải chạy bộ mới khỏe đâu cả nhà. Thế là em nói không nhất thiết mình phải chạy bộ mới khỏe, mà mình đặt mục tiêu lớn hơn đó là mình sức khỏe, mình tập trung vào sức khỏe thì tự nhiên mình khỏe, thì mình chạy bộ mình làm cái gì mình cũng dễ hết. Chạy bộ chỉ là một phần để hỗ trợ thêm thôi, đúng không anh chị? Chỉ là hỗ trợ thêm cho mình thôi, nhưng nếu anh chị chạy bộ mà chạy bộ đường dài thì mình sức bền á, thì nó sẽ hỗ trợ mình rất tốt về sức khỏe, nó giúp cho hệ tim mạch của mình khỏe hơn. Quan trọng nhất của mình là hệ thống tim mạch nó khỏe hơn thì cái tim này nó khỏe thì nó mới đi lâu dài với mình được. Nên chạy bộ sức bền là môn thể thao để hỗ trợ tim mạch tốt nhất. Cũng có nhiều môn khác nữa nhưng mà chạy bộ thì nó đơn giản nhất để mình chạy được, bởi vì ai cũng có thể để làm được đó. Mình xách đôi giày ra là mình chạy được rồi. Còn nhiều môn khác thì mình phải mua vé tập, rồi mình phải có người, mình phải có đồ. Nhưng mà chạy bộ sao mình chỉ cần xách đôi giày ra, mình thích chạy lúc nào cũng được hết á. Nó đơn giản không? Nên là mình tập trung vào sức khỏe ha. Thì hôm nay mình sẽ nhìn lại về cái nhận thức về sức khỏe. Thì mình phải rõ sức khỏe là gì, sức khỏe là như thế nào là khỏe, đúng không? Trước giờ đôi khi hỏi một số anh chị, kể cả Tân lúc trước mà mình chưa được phân tập đó, thì hỏi sức sức khỏe như thế nào thì đôi khi mình đâu có khái niệm đâu. Mục tiêu sức khỏe của tôi là không bệnh, đúng không anh chị? Nó là mục tiêu sức khỏe của tôi là không bệnh, không à? Nhưng mà có vậy có đảm bảo mình khỏe không? Nên khi mà được huân tập về khái niệm sức khỏe của tổ chức y tế thế giới về WHO thì nó đầy đủ hơn rất là nhiều. Có anh chị nào có thể đọc lại về cái khái niệm này giúp Tân được không? Khái niệm sức khỏe là gì ạ? Sức khỏe. Nhà mình search trên mạng cũng có ha. Nếu anh chị nào hôm nay là mình Để nhớ mới. sức khỏe là sự thoải mái toàn diện về thể chất, về tinh thần và xã hội á, đúng không thầy? Đúng rồi. Thoải Thì có mái thể, toàn diện ba cái. đúng không? Nhưng mà anh chị cứ lên search về cái khái niệm sức khỏe thì anh chị thấy là tổ chức y tế thế giới á, nào là tổ chức y tế thế giới anh chị, cái WHO là họ đã cho mình cái khái niệm sức khỏe rất là đủ đầy rồi. Là chúng ta có ba góc, đúng không? Chúng ta có ba yếu tố, đó là sức khỏe là trạng thái thoải mái về thể chất, thoải mái nha, về thể chất, về tinh thần và về xã hội, chứ không chỉ là tình trạng không bệnh nha. Bởi vì bình thường mọi người nói là khỏe là khi không có bệnh, nhưng mà nếu mà chúng ta dùng từ bệnh thôi thì chúng ta đã dính hình rồi. Nên là tổ chức y tế thế giới á, thì họ đã cho mình một cái khái niệm, đó là trạng thái thoải mái về thể chất, về tinh thần và về xã hội. Nên không chỉ thể chất, không là chạy bộ thì thực ra một phần trong thể chất thôi, chúng ta còn là sức khỏe tinh thần và sức khỏe xã hội. Nên tôi nói là tại sao cái khóa học là thấu hiểu nội tâm, kiến tạo an vui anh chị, nó quan trọng bởi vì nó giúp cho mình có sức khỏe tinh thần ở đây này. Sức khỏe tinh thần, tinh thần là sao? Chúng ta có tinh thần đó là an vui, đúng không? Có phải cái điều này chúng ta đang hướng đến không? Bao dung và trân trọng biết ơn. Thì có phải anh chị học nội tâm xong tự nhiên mình thấy học một khóa nội tâm 21 ngày tự nhiên mình thấy mình khỏe không? Bởi vì mình đang chăm sóc sức khỏe tinh thần, kể cả mình giao lưu ở đây này, mình ngồi đây mình đang học tập, mình giao lưu ở đây anh chị, thì cũng đang chăm sóc sức khỏe tinh thần mình, vào mình chào nhau, đúng không? Mình tương tác thì cũng là sức khỏe tinh thần đó. Nên nhà mình thấy là một người mà họ cái tinh thần họ kém, thể chất họ rất khỏe nha, họ rất đầy đủ nha, nhìn người họ khỏe lắm, body sống vui này kia luôn, nhưng mà cái tinh thần họ họ không được an vui, thì có phải là nhà mình thấy là từ từ người đó họ cũng sẽ bệnh không? Nên là tâm bệnh nó quan trọng hơn thân bệnh, đúng không? Đôi khi thân rất khỏe nhưng tâm bệnh thì dần dần cơ thể mình nó cũng sẽ bệnh luôn. Nên tinh thần đặc biệt quan trọng ha cả nhà. Rồi về xã hội đó là gì? Xã hội là chúng ta có những mối quan hệ quý mến,
đúng không? Quý mến thì sao, là chúng ta vui vẻ với nhau á, giống như đây nè, là anh chị tham gia vô đây là thực ra là mình cũng mình cũng quý mến một ai đó đúng không, mình tham gia có thể là nhân mạch của mình giới thiệu vào nè hoặc thấy trong này có bạn của mình, kể cả mình tham gia một hội nhóm gì đó thì mình thích ở đó đúng không, mình tham gia bởi vì mình thích cái không khí, là mình thích môi trường ở đó, thì không phải mình tham gia như vậy mình đã khỏe. Anh chị quý mến và mình tin tưởng, anh nhân mối quan hệ là tin tưởng thân thiết à, chỉ cần có những mối quan hệ này thôi thì không phải là anh chị thấy là chúng ta đã khỏe không, cả nhà nó không gặp nhau vui vẻ là thấy đã khỏe chưa còn thể chất thì chúng ta có gì ạ, thể chất thì chúng ta có 5 yếu tố về thể chất. Chúng ta có 5 yếu tố về thể chất, đó là gì ạ? Chúng ta có về sức mạnh, chúng ta có sức bền. Hôm qua chúng ta mới ôn tập về sức bền đúng không? Bởi vì chạy bộ anh chị thì nó cần sức bền. Thực ra là những yếu tố thể chất khác nó cũng có, nhưng mà sức bền là ưu tiên. Anh chị cần phải có nhận thức trước. Dẻo dai là sao cả nhà? Sức mạnh thì cũng biết đúng không? Sức bền, dẻo dai, khi nào thì chúng ta có sự dẻo dai? Dẻo dai thường là môn nào thì chúng ta thấy là có sự dẻo dai cả nhà? Môn nào chúng ta thấy có sự dẻo dai ạ? Nhà mình có thể kể giúp tôi một số môn mà nhà mình thấy là thường hay tập môn đó có sự dẻo dai không? Mở khớp á thầy, Mở khớp hả? tại vì thấy là mở khớp được thì thấy nó Yoga đó. yoga thầy ơi, đó Yoga. Đúng nó rồi, dẻo. nghĩ về dẻo dai thì nhà mình hay nghĩ về yoga đúng không? Nhưng mà thực ra yoga có phải là mở khớp không? Giống như cô bị nói, lúc yoga là mở khớp, có phải là mở các khớp, mở được các Đúng khớp, rồi, hay là cơ thể mình đã dẻo dai thì nên là yoga là một bộ môn. Còn yếu tố về gì đó là về dẻo dai đó, là mình hiểu là mở khớp, là mình mở được các khớp, giống như là khớp háng mình xoạc được này, xoạc được khớp háng được không? Có anh chị nào xoạc được khớp háng chưa? Xoạc được khớp háng chưa? Anh chị mà xoạc, anh chị mà mở được khớp háng thì mình chạy bộ càng ngon nha. Bây giờ mình chạy bộ mà mình chạy được ngon á thì anh chị hình dung lúc mà mình mở khớp á, thì mình sẽ chạy ngon hơn nữa. Nên thực ra là mình vẫn chưa phát huy hết được năng lực của mình đâu. Nhà mình nắm ý này, nếu mà hiện tại mà mình vẫn chạy được đó mà mình mở được khớp nữa thì mình càng ngon đó, được không cả nhà? Nên năng lực của mình nó vẫn còn phát huy nhiều lắm. Rồi mở khớp vai, mở được khớp vai, giơ tay ra khỏi qua mang tay nó thoải mái nè. Rồi có thể là ví dụ mình lấy cái khăn á, nhà mình lấy cái khăn á, nhà mình lấy cái khăn vậy nè, lấy cái khăn á, chúng ta về này làm từ trước ra sau rồi từ sau ra trước, tùy nếu mà mình chưa thoải mái thì mình mở rộng cái tay ra. Còn anh chị nào mà mở khớp tốt là nhà mình sẽ thấy họ cầm vậy này và họ đưa ra sau luôn, đưa ra sau rồi xong họ lại đưa ra trước là cái vai họ mở. Thì nhà mình thử ha, đó là mở khớp vai đó cả nhà, em thầy thử. biết tác dụng phụ của cái mở khớp vai đó là được cái gì không? Trời ơi, lại đang xài tác dụng phụ không á thầy ơi. Mở cái khớp vai là cái vòng một đó, trong hẻm nó ra mặt tiền đó. Đỡ bằng một không? Vòng một, trời ơi, trong hẻm ra mặt tiền, nói vậy luôn cho dễ hiểu. Chị lệ nói chi cho người ta phá vậy không biết nữa. Lại Nghe là hồi đó là nghe có một cái cô đó, cổ nói là một ngày cổ làm 200 cái, là 10 ngày là cổ đẹp liền. Trời ơi, lại nghe lại ham quá, lại ngày là quất 400 một tuần lễ, trời ơi cái vòng một nó đẹp, hai hai trăm cái gì cái quay 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 ra sau nè, làm cầm cái khăn đó hả, cầm cái khăn đó hả? có cái dây, lấy cái dây yoga đàng hoàng, ta chơi cái dây có 50.000 lúc mới cầm cái khăn rồi nó hạn chế cái chiều dài, ta mua cái dây 50.000 ta quất cho nó đã. Đó, hiện hiện thực đó cả nhà, khi mở được khớp vai á, dạ khi mở nhiều lợi ích lắm hen. Thì đó lợi ích chị Lệ có chia sẻ, đó là vòng một mình sẽ được nâng lên, kể cả nam hay nữ vậy á, kể cả nam vậy. Bởi vì lúc mở khớp vai biết nhà mình biết sao, bình thường này, bình thường ha, chị lên tắt này cho nhà mình xem. Nên là chạy bộ anh chị mở được khớp, anh chị chạy bộ ngon lắm nè, bình thường nè. Thì Phạm ha, để tên sơ màn hình đồ rồi Lệ là chưa mở được cái gì đó, cái khớp háng, cho nên lại chạy nó chắc chắc, rồi tại chưa mở khớp háng cho nên chạy chưa ngon, còn cái vai lại mở được cho nên giờ lại phải không giữ chục năm tiếng đâu có biết mỏi tay đâu. Chị Lệ ơi, cái này là hơi bị ngon đấy, em thấy chỗ nào cũng chị cũng thấy xuất hiện à, hôm trước là chụp em cũng thấy chị vô này, tất tật tần tân từ A đến Z, chờ nào chị chả đẹp, chờ nào chị chả khỏe, chúc mừng chị. em đang cái bắp đùi của em chưa có ngon. Buổi sáng á, là buổi sáng bây Ừ, giờ em sao đang học lớp mà lớp nội lực á. Dạ
ít đi chính bắt đường xác. chứ không. Từ từ để em chờ, em mở cái máy này ra để chờ nó, đợi em cái điện thoại nó Ngon nhỏ xíu đó. hơn mà kim ngon cái hình nó dễ không Thì đó. à, thầy Tân ơi, thầy chị có dáng đẹp cực kỳ, cái eo bé tí thì tị thế này này, bàn chân Nhà AB coi như là mình ba vòng đâu ra đấy. Dạ. biết cái đùi là nơi để gì à, để tích trữ mỡ không, đặc biệt anh chị, tại anh chị sinh rồi nhưng mà một số anh chị mà chưa sinh đó, có phải là có biết nơi đó là nơi để tích trữ mỡ để nuôi con không, thông minh không? Cái đùi đó mình phải quý chứ, làm gì mà mình cứ kêu chưa ngon. À, với lại cái tạng mỗi người vậy đó, có người thì tặng chân mình to, có người thì tặng chân nhỏ nhất, chân của Tân là thon, chân Tân không 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 to, chân Tân thuộc lại thon á, nhưng mà có người cái Kiểu tạng như thiếu, nghe kiểu như thiếu cái này thì thích cái kia á thầy, lại thì cái đùi nó to, cái mông nó to. mình quý cơ thể mình đi được không. À, mở khớp vai á, ví dụ nhà mình chạy bộ mình cũng cần phải mở được khớp vai tí xíu thì chạy nó sẽ ngon hơn. Bởi vì nếu mà không mở khớp vai, nhà mình sẽ nhìn cái vai này, tự nhiên nhà mình thấy cái ngực nó không có nhô ra, nhưng mà khi mở khớp vai, tự nhiên này, mở khớp vai này, mở khớp vai là sao, là cái vai mình thẳng, là tự nhiên thấy cái ngực, ngực nó nhô lên, thấy không? Nhưng mà một người chưa mở khớp vai này, là nó như vậy, anh chị quan sát anh chị thấy á, chạy bộ mà giày nó cứng, nhưng mà anh chị mở khớp vai ra cái tự nhiên cái mình chạy nó nhẹ nhàng lắm. Thì vài bữa về tư thế tôi sẽ hướng dẫn ha, nên là mở được khớp vai cái lợi nhiều lắm anh chị, lợi nhiều lắm. Nhưng giống chị Lệ đó, là tự nhiên cái ngực mình á, là nó sẽ được cái size ấy, là nó sẽ được nâng lên, bởi mình trả lại cái gọi là mình trả lại hình thái cũ, hình thái tốt nhất của cơ thể ấy. Được không? Dạ, đó là dẻo dai ha, nên là có dịp thì anh chị có thể là tham gia những cái khóa mở khớp ấy, hoặc là anh chị offline ấy, thì mở khớp anh chị học, anh chị được mở khớp thì sẽ tốt hơn. Vì lại muốn mở khớp, muốn mở khớp kháng thì hẹn đại học cô nhanh cô mở cho đã lắm à. Tới đó sẵn cái mình đặt ý tới đó cái mình mở luôn À, cái. là chắc là sẽ phải một mắc gọi thêm cái đó, có mở được một lần, lại có mở được, lại có mở được một lần rồi á thầy Tân, tức là chạy lên trên gặp offline gặp cô nhanh luôn thì cổ hỗ trợ á, thì mở qua được một lần rồi cái lần đó xong cái về đi thi cái chưa có tập mở lại đó, mở vậy đó chị Bỉ, trời ơi, và bữa vòng một là coi như vô địch luôn á, và À. bữa là dân chúng nó lẽ là cũng mở mở vậy đó, nhưng mà nó được cái gì nè, tại vì phụ nữ á, cái này nói nhỏ thôi cho mất công thầy Tân nghe, phụ nữ nó sâu cái ngực nó sâu á, nó có cái cục mỡ á, nó sẽ bị xấu, cho nên lay quay cái này nè thì cái cục mỡ sâu nó tan, cái cục mỡ sâu chỗ mặt áo ngực nó tan đi, mà nhìn nó đàn ông hay nói chứ, nhìn vào nó kêu đây là cái bà, hoặc nhìn vào nó kêu đây là cô gái, mà nhìn từ đằng sau là nó nhìn ngay cái cục đó đó nha, ngay cái cục đó của mình mà ra một đống luôn là bảo đảm là cái bà, mà con gái lớn lên lại cục đó nó không có, cho nên nhờ Lệ tặng về cho mấy ông đứng đằng sau, chỗ có người nói Lệ có hai mấy tuổi à, Lệ thì thầy Tân luôn, Lệ ra Lệ tặng ngoài ngoài công viên đó, nhìn ở đằng sau đó nói Lệ có hai mấy tuổi luôn á thầy Tân, chưa ai biết Lệ có con hết trơn á, mà gần là mẹ chồng rồi đó, Mừng mừng chị quan dám tâm chị thôi, đẹp cái phần sau lắm. quan trọng á, cái phần sau lưng á quan trọng lắm á, kể cả cái hệ trục á, hai cái cơ lưng nó quan trọng lắm. Thì dần Đúng dần nha, rồi. anh đừng vội, anh chị cứ biết hôm nay mình biết vậy đi, nên là mình thấy là cơ thể mình nó vẫn còn còn nhiều cái để mình có thể là phát huy lắm, nó còn phát triển lắm cả nhà, kể về thể chất cả về hình dáng luôn á, nên là chúng ta hướng tới là sức khỏe người sách và thân người mẫu. Và trong chương Đó, trình đó, phải nhất đó hôm mới nay được. có chị Lệ này, thì hẹn chị Lệ hôm nào chị Lệ sẽ chia sẻ nhà mình về giống như điêu khắc lại vòng eo á, được không, về dáng hai cả nhà, nó làm sao để Dạ. có Lệ phong thì chia kiến. sẻ được mỗi cái vòng eo thôi. Lệ thì chỉ thích eo nhỏ thôi, cho nên để chia sẻ vòng eo ổn lắm. Dạ, đâu đó hẹn tuần sau đi chị Lệ, sau đó hẹn tuần sau á, hoặc là buổi tối nào đó để sắp xếp mọi người mà thuận lợi ở nhà mình vào nhà mình nhận hiện thực ha. Rồi Dạ. cũng mới liên kết nối một chị là Master Tâm Y Dung, kể cả anh chị cô Bỉ là Master Tâm Y Dung mà đúng không? Thì anh chị sẽ có một số anh chị master sẽ hỗ trợ cho mình, ví dụ như mình có về ví dụ như mình chạy về mình bị đau cơ á, à mình bị đau cơ, mình bị đau vai gì đó chẳng hạn, thì sẽ hỗ trợ online cho nhà mình một số cái bài tập để nhà mình có thể mình tự giãn cơ ở nhà được không. Nên đợt này là cũng rất may mắn thì có một số anh chị bắt đầu hỗ trợ về sức khỏe, về thể chất cho mình rồi đó, thấy ngon cả nhà. Được không? Dạ, đó về dẻo dai ha, rồi thăng bằng nè, thăng bằng. À, thăng bằng là chúng ta giữ được thăng bằng hai bên đó. Đơn giản đôi khi có bữa nào mà chạy bộ đó, hoặc là đi bộ, anh chị nhắm mắt lại, anh chị đi thì mình nhắm cái điểm đó, nhà mình đi thử là nó có thẳng tới không, thì nếu mà nó đi không thẳng mà lệch ở bên nào đó thì bên đó nó đang yếu. Cái chạy bộ như đó, bữa nào mà chạy thì đảm bảo cái đường nó trống nha, thì có ai đó chạy cùng mình nó nói
xem giúp mình á, thì mình thử nhắm mắt lại mình chạy thử xem, thì mình sẽ biết là cái chân mình bên nào nó lệch, nó yếu hơn á, thì nó dễ bị lệch về bên đó. Nhưng khi mình mở mắt thì mình điều chỉnh được, nhưng mà khi mình nhắm mắt á, là mình sẽ chạy theo cái quán tính bình thường. Anh chị thăng bằng là làm sao để cân đối được hai bên về tay trái tay phải luôn. Thì nếu mà cảm trái yếu thì mình tập thêm tay trái, ví dụ như đánh răng bằng tay trái, ăn bằng tay trái, ví dụ mình làm những cái việc á được á, thì mình tập tay trái cho quen. Thì mấy đợt này là cân tập đánh răng tay trái không à, còn dần dần là hướng tới là làm sao để mình ăn tay trái, giống như minh sư của tân là ăn cơm, là các thầy cô các anh em ăn cơm là thầy cho ăn bằng tay trái thôi, cái tay mà không thuận á, nên là sau đó mình có thể làm được hai tay vì nó sẽ thăng bằng, nó sẽ đều. Cái chân cũng vậy ha, cái chân nào mình cảm thấy là yếu mình ít dùng thì dùng nó nhiều hơn tí xíu à, để nó thăng bằng lại cái nha. Rồi tốc độ thì có cái tốc độ, thì đây chính là đầy đủ về khái niệm nguồn về sức khỏe. Anh chị lưu ý đây chính là khái niệm nguồn về sức khỏe à, khái niệm nguồn về sức khỏe rồi nha cái nha. Đó là sức khỏe là trạng thái thoải mái về thể chất, về tinh thần và xã hội nha. Mình thấy nếu mà làm được điều này thì có phải sức khỏe mình ngon chưa, thay vì tập trung vô bệnh bây giờ cứ đau dạ dày, tập trung vào làm sao để hết đau dạ dày, làm sao để hết đau đau kia, thì thôi tập trung vào đây đi, làm sao rèn luyện được thể chất này, năm yếu tố này, làm sao tinh thần mình ăn vui bao nhiêu trân trọng biết ơn, làm sao mình có những mối quan hệ quý mến, tin tưởng thân thiết, được không? Nhiều người họ cứ nghĩ tới không bệnh thôi, mà nó dính cái bệnh rồi thì đâu cũng dính hết á. Rồi bây giờ tâm sẽ thể hiện cái đồ hình này này lên cái tam giác ha chị, sẽ thể hiện cái đồ hình này lên một cái tam giác để nhà mình nếu cái tam giác này thôi thì anh chị sẽ nhận thức được về sức khỏe. Và sức khỏe này là sức khỏe thể chất nha, hướng tới là hỗ trợ cho sức khỏe thể chất nha cả nhà. Rồi nhà mình thuận lợi có thể vẽ cùng tâm một cái tam giác nha cả nhà. Dạ thì tam giác này chúng ta có gì ạ, chúng ta sẽ luận theo nhân duyên và quả ha, chúng ta sẽ luận theo nhân duyên quả. Đây là nhân, đây là duyên và đây là quả. Ở nhân á thì chúng ta có đó là tinh thần, tinh thần. Ở duyên á là chúng ta có xã hội, đúng không? Và ở quả thì chúng ta có là thể chất. Rồi cái nha. Vậy chúng ta bây giờ chúng ta có nhận thức này, nó về sức khỏe ha. Vậy chúng ta chỉ cần dựa trên cái khái niệm của Tổ chức Y tế Thế giới thôi, để chúng ta bây giờ chúng ta luận nó nhận thức là sao? Là khi chúng ta gì ạ? Chúng ta chỉ cần có sự an vui thôi là chúng ta đã khỏe rồi. Tinh thần nó gì? An vui là chúng ta đã khỏe rồi. Các anh chị, an vui là chúng ta đã khỏe. Hay chúng ta bao dung cho người khác thôi là chúng ta đã khỏe, bao dung cho chính mình thôi là chúng ta đã khỏe rồi. Là chúng ta có nguồn năng lượng trân trọng biết ơn là chúng ta đã khỏe. Hay là đơn giản hơn nữa thì đó là gì? Đôi khi anh chị biết gì không? Anh chị chỉ cần có nhận thức ra là sao ạ? Đó là còn thở thôi. Chỉ cần tôi còn thở thôi là tôi đã khỏe rồi. Thì có phải lúc này mình khỏe không? Cái nhiều khi á, đôi khi mình bị dính anh chị. Mình dễ bị dính mắc đó là gì? Đó là tôi phải tập thể dục thì tôi mới khỏe. Rồi bữa hôm đó ví dụ như mình không tập được thì sao? Mình không chạy bộ được thì sao? Đúng không? Mình không tập được sao? Mình không chạy bộ được thì sao? Thì lúc này mình không được an vui nữa thì có phải lúc đó là mình đang không khỏe không? Thì lúc này mình chỉ cần đưa về nhận thức là gì? À, mình có sự an vui thôi là mình đã khỏe. Mình bao dung thôi là mình đã khỏe, hay mình trân trọng biết ơn thôi là mình đã khỏe. Và hoặc là gì ạ? Đôi khi nhận thức đó là chỉ cần tôi đang còn thở thôi là tôi khỏe. Chỉ cần tôi đang được thở là tôi khỏe rồi, thì lúc này dễ để khỏe không? Đạt được sức khỏe chưa? Có được sức khỏe chưa? Ở mối quan hệ xã hội này, mối quan hệ xã hội thì đó là chúng ta có gì? Đó là chúng ta có mối quan hệ quý mến. Anh chị có đang có mối quan hệ quý mến không? Anh chị đang mến ai không? Có mối quan hệ quý mến là chúng ta đã khỏe rồi. Kể cả trong tập luyện á, có một người mà tập luyện cùng mình thôi là mình thấy là mình đã khỏe chưa? Có một người tập luyện cùng mình thôi, đôi khi họ gì ạ? Họ đi bộ thôi, họ gì đó, họ cổ vũ mình thôi, họ cổ vũ mình thôi, thì mình đã khỏe chưa? Cả nhà.
đâu nhất thiết là mình phải tập thể dục thường thực thì mới khỏe đâu. Mình chỉ cần có nhận thức là gì, có mối quan hệ quý mến là mình đã khỏe. Dù ai đó họ không có tập với mình nhưng họ cổ vũ mình, đúng không? Họ lên họ chúc mừng, ô chúc mừng chị Lệ nha, rồi hôm nay chị Lệ chạy tốt cái gì gì đó, thì có phải là họ cũng đang quý mến mình không? Thì mình chỉ cần vậy thôi mình đã khỏe rồi. Rồi tin tưởng, chúng ta có mối quan hệ tin tưởng thân thiết. Ồ, thân thiết này quá ngon, có người sao cùng tập luyện với mình đó, đồng ngôn đồng hành đó thì quá ngon rồi. Chỉ cần họ quý mến thôi mình đã thấy ngon chưa, đã khỏe cho cả nhà, đã thấy ngon chưa. Thì cái lúc này có phải là tinh thần nó trợ cho thể chất không? Chỉ cần mình có cái tinh thần này thì mình đã trợ cho thể chất không? Nên anh chị ở đây này, tập luyện có thể không cần nhiều đâu, bữa nào mình bận nha, sau kể cả sau này để nói sau này để anh chị ứng dụng nha, kể cả sau này ví dụ như là mình bận quá giống được thì thi mentor vừa rồi đi, đâu có thời gian tập thể dục đâu đúng không? Nếu mình dính mắc là tôi phải tập thể dục, tôi phải chạy bộ vậy á thì mới khỏe, thì mình bị dính mắc ngay. Nhưng mà lúc này chúng ta chỉ cần đưa về tinh thần an vui thôi. À, là an vui là sao? Đó là chúng ta đứng, chúng ta xoay không dưới trục đó, chúng ta vừa nghe chúng ta xoay không dưới trục mà chúng ta an vui á anh chị, thì 5 phút thôi, chỉ cần 5 phút 10 phút mà chúng ta tập thể dục mà nó an vui á, anh chị tin không? Nó bằng một tiếng người ta tập á, nó bằng một tiếng đồng hồ người khác vận động. Anh chị tập đúng chuẩn nghe mà 5 phút thôi mà cái trạng thái nội tâm của chúng ta mà an vui á và trân trọng biết ơn cơ thể mình á, thì lúc này nó bằng một tiếng ta luyện tập đó anh chị, 5 phút 10 phút nhưng bằng một tiếng. Nên là lúc này anh chị nhớ cái tinh thần này rất quan trọng, nó cũng chính là trong sức bền thì nó gì, đó là cái quản lý trong vận động à, chúng ta có sự an vui được không? Thì tinh thần này nó sẽ trợ cho thể chất, nên chỉ cần có tinh thần thôi, tinh thần tốt thôi thì đã khỏe cho cả nhà. Tinh thần tốt thôi là đã khỏe chưa? Nên tinh thần này anh chị thấy là học lớp nội tâm á, mình học buổi tối là tự nhiên mình thấy mình khỏe hơn chưa, mình thấy khỏe hơn chưa? Có thời gian thì chia sẻ nhà mình sâu hơn về, chia sẻ về cái cấu trúc con người á, mình sẽ nói sâu về cấu trúc con người, tại sao là mình cái năng lượng á bên trong anh chị, về cái tinh thần á, nó sẽ hỗ trợ cho thể chất mình rất là nhiều, nên cái tâm mình khỏe, tâm mình tốt rồi thì cái thân mình dần dần nó cũng sẽ khỏe. Nên anh chị nào mà có thể đang gặp vấn đề về sức khỏe, đặc biệt là tinh thần á, thì anh chị có thể nghe cái phát sẽ được nâng cái về cái tinh thần của mình lên. Và dễ nhất á, anh chị có thể mua cái loa, tôi mới mua cái loa này về để nghe là tiện nhất để anh chị nghe nghe file. Đôi khi mình nghe điện thoại á, mình sẽ vướng, đôi khi mình mở điện thoại lên cái mình có nhiều cái phân tâm lắm, nhưng mà mình sắm cái máy này nè anh chị, cái máy phát này về nó có file nghe thì mình chỉ cần bấm số là mình nghe được. Đường này tôi đang nghe này, tôi thấy rất là tiện. Thì không chỉ anh chị học Zoom đâu, mà anh chị không có thì anh chị mở file chị nghe thôi. Chăm sóc sức khỏe tinh thần là đã khỏe đó, đâu phải nhỉ? Và tinh thần này nó cũng trợ cho mối quan hệ xã hội không, đúng không? Nhưng mà thầy ta nên cái này sao biết không biết chỉnh, ý là Chị muốn nghe chỗ bấm số nào thôi, nó có cái giấy để bấm số. Cô Bỉ, nó có cái giấy á, cái giấy này cô Bỉ có sao giấy lại không? chỉnh Không có có thì ừ, bị thì chỉnh bấm ai nó cũng không ra. đó, bấm số, ví dụ bấm bấm lên nè, ví dụ bấm lên nè đang ở nhiều trí tuệ khác nè, ví dụ có bài hát luôn nè, có bài hát luôn, bấm số nè, bài hát là 241 biết tin hiểu đi, 241 nè, 2 nè, 4 nè, 1 nè Bây giờ đó, hả? đúng, bấm 3 số đó, đó. Rồi xong rồi ấn vào cái kia rồi nó ra hả? Bấm là ra thôi, không chỉ cần bấm 3 số là xong, À. bấm cái này trên này có số Dạ. này, bấm là xong đó. Nghe không, nghe rồi tính to nhỏ này Dạ đó, có. To nghe nha. nhỏ Mỹ biết chỉnh, nhưng mà Mỹ không biết chỉnh cái nó thích nghe cái nào ra cái đó. Đó. Hiện thực mỗi con người Nghe đã chưa? Tự nhiên chỉ ra nghe thầy. cái thì Các ở cái đây này để đem ngải được này cả nhà. đúng không? Để Cũng có gì đó là về lớp, ngoài thấu nội tâm đó, thì còn có thấu hiểu sức khỏe này, thấu hiểu sức khỏe nữa, thấu hiểu tài chính này, thấu hiểu yêu thương này, thấu hiểu tư duy này, loa phát thoại á hả? đúng, loa hay gọi là máy máy phát đó, thì máy phát quýt đó Nhưng thì là mà chắc là mình cũng phải biết ghi chú là cái số máy là cái gì, cái số máy là cái gì đúng không? đó, vậy. Cho Cái gì mình lệ nhưng em không, em mở em không biết mở luôn. đấy. Nên Nhà là mình có hai cái đó mà cũng không biết mở, bữa nào đi thu lại cái loa phát thoại, có hai cái đó, loa như vậy rồi đó mà chưa có để thu được. chăm sóc tinh thần á là nhà mình đã khỏe rồi ha, rồi tinh thần nó cũng trợ cho mối quan hệ xã hội của mình nè, đúng không? Mình chơi với người một ai đó mà mình quý,
mình an vui với họ ngon không, mình bao dung, mình trân trọng biết ơn, thì có phải là mối quan hệ của mình á có phải là nâng lên quý mến từng tinh thần thiết nữa nha. Và mối quan hệ xã hội á nó cũng gì ạ, nó cũng trợ cho thể chất rất nhiều đúng không. Thực ra mình tập thể dục để làm gì, nếu như tập cho bản thân mình á thì nhiều người á hoàn thành xong mục đích á xong họ sẽ rất là dễ họ bỏ cuộc đúng không. Nhưng mà chúng ta tập vậy đâu đó là vì gia đình của mình đúng không, vì tổ chức của mình, vì cộng đồng của mình, vì xã hội, thì có phải mình có động lực lớn hơn để mình tập không. Nên một người mà họ tập cho họ tập thể dục mà họ thì họ chỉ nghĩ tới bản thân, nó khác với người tập thể dục mà cho xã hội lắm. Biết ô tôi chạy bộ nè, tôi có thể truyền cảm hứng đến nhiều người khác, họ cũng, tôi là một người mà không biết chạy bộ rồi tôi cũng dạ, tôi cũng có những cái bệnh lý nền này, tôi cũng bị đau lưng này kia đúng không, nhưng mà bây giờ tôi đã chạy được rồi đúng không. Thì bây giờ bạn là người bình thường á, chẳng lẽ bạn không chạy được đúng không cả nhà. Đó họ chạy vì những cái động lực lớn hơn á, họ sẽ làm rất khác. Còn một người vì bản thân á họ cũng làm rất khác. Nên quan trọng cái nhận thức là sao, là nó ăn vô đầu của mình, nó từ bên trong nó phát ra, nó giống như cái quả trứng, câu chuyện mà quả trứng gà, thì câu chuyện quả trứng gà thì nếu như mình mà để ai đó tác động từ bên ngoài thì lúc này mình trở thành gì cả nhà. Nếu mà quả trứng nó được tác động từ bên ngoài thì sẽ trở thành gì ạ? Món À, thành trứng ốp la đúng không? Là ăn. món ăn đúng không? Nhưng mà nếu quả trứng nó được tác động từ bên trong, một cái lực nó tác động từ bên trong, nó bị nước đi bỏ ra, lúc này có phải một con gà con nó chui ra không? Thì đó là sinh mệnh, là sự sống. Cái nhận thức của vậy đó là cái nhận thức là nó phải xuất phát từ bên trong mình, nó xuất phát ra anh chị. Thì lúc này nó là nhận thức, thì một thời gian anh chị có thể không làm điều đó, anh chị có thể không tập thể dục, nhưng cái nhận thức mình có về sức khỏe, à tôi phải cái gì thì tôi mới khỏe, tôi phải làm cái gì tôi mới khỏe, tôi mối quan hệ tôi mới khỏe đúng không, thì tự nhiên tự động mình biết mình làm. Còn ví dụ mình chờ ai đó tác động mình thì lúc họ không tác động nữa, tự nhiên hết cái tác động đó là mình ngưng làm à, anh chị. Nên là mình có nhận thức rồi đó, thì sẽ có hiện thực đâu cả nhà. Thì đây chính là nhận thức về sức khỏe dựa trên ba trụ cột, đó là gì, đó là sức khỏe thể chất, sức khỏe tinh thần và sức khỏe xã hội, và nó đều có liên quan với nhau hết anh chị. Và tinh thần và xã hội nó sẽ trợ cho sức khỏe thể chất của chúng ta, và chúng ta hướng tới là sức khỏe thể chất để làm sao chạy bộ được 21 km và chúng ta gia tăng được sức bền, nắm được cái nha. Dạ yeah. Thì là chia sẻ ngày hôm nay của cả nhà mình về sức khỏe hả cả nhà, nhận thức về sức khỏe luôn chưa. Hôm nay một số Dạ anh được chị rồi thầy. Thấy nhận giàu thức lắm rồi thầy. à, nhận thức luôn chưa. Còn các anh chị mà mentor thì cái này quá rành rồi, nhưng mà một số anh chị mà hôm nay là mình mới đó thì mình sẽ có thêm muốn thì nhà mình cứ tìm hiểu thêm về khái niệm về sức khỏe ha. Mình cứ kiểm chứng thì đây chính là khái niệm về sức khỏe của Tổ chức Y tế Thế giới, về WHO. Thì nhà một người chỉ cần có nhận thức này thôi thì sẽ có sức khỏe, và chúng ta khỏe để chúng ta chạy được không, chúng ta khỏe để chúng ta chạy. Dạ yeah. Rồi biết ơn cả nhà. Dạ yeah. Đi nền tảng về sức khỏe với nhau ha. Và những buổi tới thì bắt đầu đi về những cái bài tập, đó là về khí nè, rồi về hít thở, rồi về nhịp tim, rồi về tư thế chạy bộ, và đặc biệt là khởi động. Nhà mình nhớ trước khi chạy bộ nhà mình khởi động giúp tân ha, khởi động để làm nóng cơ thể, và hãy có nhận thức đó là giống gọi là nhận thức vậy đó, thì khởi động cũng là vận động. Thì ngày mai sẽ nói về chi tiết về về bài tập ha. Nhà mình chỉ cần nhớ giúp tân là khởi động cũng là vận động, bởi vì mình nghĩ là mình phải tập á, đấy là mình phải chạy á thì mới là vận động. Nhưng nếu như chúng ta có những nhận thức là khởi động cũng là vận động thì tự nhiên mình khởi động là đã khỏe rồi, mình khởi động là đã khỏe rồi. Khởi động cũng là vận động thì tự nhiên mình khỏe chưa, thì mình cũng xem nó là vận động rồi, thì tự nhiên mình khởi động là đã khỏe rồi. Đôi khi á chị Mai đang thấy hướng dẫn một số bài tập là khởi động thôi là nhà mình tự nhiên thấy nóng rồi đó, là coi như tập xong rồi đó. Khởi động cũng là vận động, nên nhớ trước khi vận động thì khởi động ngay 5 phút 10 phút để khởi động một số cái bài thì Tân có chia sẻ đó. Mai thì sẽ chi tiết thêm tí xíu ở nhà mình. Và lúc mà khởi động xong á, chạy xong á, thì nhớ là giãn cơ nghe, chạy về thì nhớ giãn cơ. Giãn cơ ha. Nhớ giãn cơ cũng 5 phút á, giãn cơ chứ đừng chạy xong về vô tắm liền nghe. Chạy xong về cũng nhớ giãn cơ ha cả nhà. Rồi về khởi động rồi giãn cơ thì sẽ chia sẻ chi tiết nhà mình và những buổi bài tập tới nhỏ cả nhà. Dạ. Đem cả nhà có chị nào có chia sẻ gì hay là mình có câu hỏi nghi vấn muốn làm rõ không cả nhà. Dạ.
Chị Liên có hỏi gì hả? Dạ không, em biết ơn thầy đã mở ra cái Zoom này để tập trung những người siêu nhân tài học xong mentor rồi vào đây để có thêm cái thể chất tốt nữa. Thế là bắt đầu là mình làm chủ cuộc đời mình thầy ạ. Biết ơn thầy lắm lắm thì nhờ thầy hỗ trợ để mọi người đều có được cái hình là chạy được 21 km trong vòng 21 ngày. À, về đích xinh tươi. Chỉ biết rằng là nói là biết ơn thầy lắm lắm vậy thôi. Nói chung là sau 21 ngày là phải chạy được đó nha thầy, sau 21 ngày là phải được 21 km đó nha, cái vụ này là thầy phải bao đó, Ừ, không có là bắt đền thầy luôn. không có là bắt đền đó, Có chạy tổng không có trước được như chị 21 vậy chắc ngày chứ. là bắt đền đó, Trước có cộng 21 ngày đến 21 cây mới đi lấy bằng chứ. ừ, đúng rồi, trước 21 ngày kìa. Chứ Chị cho 18 không ngày đi kìa. Còn chị bảo đến 21 ngày là vào đến ngày chị đi nhận bằng rồi là chị không nhận được phần thưởng của thầy đâu. đâu. Đúng rồi. có cam kết chưa? Mình từ anh chị ha, anh chị từ Chị cam kết cam kết với bản thân là mỹ rồi. cam Ok, ngon quá. kết với chính mình ha. Đó Như ở thì đây có ngày làm mấy trăm cái này. À, để muốn mà cho nó ra mặt tiền đẹp lẹ đó thì là lại hồi bữa đó lại làm ngày ngàn cái. Mấy ngàn, nhưng mà cứ làm cho rảnh bao là lâu làm chứ? thế chứ không cần liên tục hả? Làm liên tục quay ra sau ra thước ra sau, chị Bỉ đừng có để lưng chừng mà quay hết tròn xuống dưới ra sau luôn, xong rồi quay trước là tròn nhướng lên cao, xong bắt đầu mới đẩy xuống dưới, xong nhướng lên cao mới đẩy xuống dưới, cái Ok. vai nó đỡ lắm luôn, là quên luôn cái vụ đau mỏi cổ vai gáy luôn nha, cái này nó bao nhiêu là tác dụng phụ. Hay hả? Ủa chị Cái ơi, chị Lệ đứng lên làm xem chị ấy kia còn cúi gặp người nữa kìa. Nếu mà chị làm như vậy chị đúng có không, đang đứng này thẳng hả? người thôi là cứ quay vậy được không, nhưng mà cái tay ra tuốt đằng sau luôn chứ đừng có lưng chừng như vậy. Đúng rồi, Ý rồi quay là luôn. Rồi từ sau quay tới quay luôn. Có gì đây rồi lại bữa nào lại bận đồ thể dục cho đẹp đẹp chút lại quay cho. Bận đồ lại cho trông cho nó hấp dẫn chút, bận đồ thể lẹ là nói thiệt lẹ, chỉ có bận đồ ôm sát thôi à. Bận đồ đợt này thấy đẹp rồi, không trái cần phải chị, mặc đồ đẹp bận đâu, đồ trái lùm chị xùm á, nó không có thấy cái eo. Rồi bận đồ lại phải bận đồ liền ôm thiệt là ôm, cái em nhỏ lắm. đi. Lẹ là eo eo 59 mà mông 96 mà. Cái Đó, thấy chỗ chưa? Ngon ơi ngon, con đó gái nó hot đẹp lắm. đây. Chia Dạ. sẻ các phần eo luôn rồi tập luyện gì mở khớp vai luôn ha. Nhà mình biết Dạ không, đó là thấy chưa? có những PT họ đang hỗ trợ về điêu khắc phần eo, nhà mình biết là phải ra tiền nhiêu không, hình như là 6 tháng gì đó, 6 tháng khoảng tầm 20 mấy triệu á. Rồi nó cũng ăn thua đâu thầy ơi. Đúng rồi, bởi vì nhưng mà thay đổi trên cái hành vi thôi, đâu có tác động được nhận Đúng thức. rồi, họ không có tác động đến Cái nội này là tâm. Lệ nói là phải cải nhận thức đồ luôn, cho nên Lệ nói kỹ lắm mà. Lệ nói xong chị Chính chỉ giảm phát 8 8 vòng 8 cm vòng eo trong vòng 20 ngày á thầy. Uống nước mà chị Lệ nó uống nước cũng giúp mình còn giảm cân giảm eo mà đúng Đúng không? rồi, Uống cả nước. uống nước rồi cả massage bụng Uống cả này, nói chung là Lệ có rất là nhiều bài cho cái vòng eo nó nhỏ, mà cả nhà nếu tin tưởng thì cứ nghe theo. Nghe theo là rất ok, tại vì thầy Tân biết không, cái eo nó nhỏ không đơn thẳng, nó đẹp mà nó khỏe. Tại vì ngay cái bụng mà mở nhiều á là vòng cái gì, vòng bụng càng to thì vòng đời ngắn lại mà. mình to ra thì một đời ngắn lại. Đó. Cho nên là cái vòng bụng mình nó nhỏ, rồi cái eo nhỏ mặc cái gì cũng đẹp, cả nhà mình yên tâm đi, bận cái gì cũng đẹp. Chỉ cái là may đồ rất khó thôi. Lệ may đồ là thường thường là Lệ may đồ là hầu như là Lệ phải hư 3 4 phần 3 40% á. Lệ may đồ á, nếu Lệ không để ý cái mẫu vải là hư á, tại vì cái eo nó nhỏ quá mà cái mông nó quá to đi, cho nên người ta may nó dễ bị hư ngay chỗ đó. Nó chỉ bị khó một cái chỗ may đồ thôi. Rồi đồ không mua được đồ chợ, đồ là phải đi may hết, chỉ bị Đúng khó là chỗ đây đó thôi, còn đồ là nè chị còn Lệ mua được ơi, hàng là sọc chị cho Lệ vừa em có luôn ý kiến thế này này, chuẩn bị chị em sắp đi dự đại hội rồi, đó muốn dáng hình chuẩn, cho nên là thầy đó. Tân là có cho sức khỏe để tập 5 tiếng mà xoay hông giũ trục, còn chị Chị là để Lệ cho vòng dáng đẹp. eo không Vậy thì bây giờ trong 21 ngày là hai người chuyển giao đi để cho cả nhà cần. cùng đẹp rồi. Ôi ngon chưa, mấy ngày nữa mình đi ta, cũng còn khoảng cũng còn hai khoảng tám là hai tám là đi rồi đấy chị, ba mà đi tuần mới nữa tám. Ừ, chạy không xong không là đi nè, chạy xong là mình đi luôn nè. vậy hả, trời ơi. Chiều nay tí nữa ra chạy để cho trả bài cho thầy Tân chứ không thôi giờ bữa bắt ổng bao, tại mình phải chạy mà mình cuối cùng mình chạy không được thì ổng mới bắt đền, hiểu không, còn mình không chạy á là tới cái ngày đó là ổng nói chứ mấy bữa nay bà có trả bài không, bài vỡ bà đâu, bà chụp cái hình bà chạy coi thì mình nói làm sao, cho Không? nên á là mình phải chạy, rồi tới khi mà mình không được tới ngày đó mình vẫn tệ thì mình mới đổ thừa ổng đã mất đền lại từ đầu. Bỉ với bạn Nhi đang chạy, với bạn Nghĩa đang chạy hai nơi cơ. Ôi Chạy ôi. bên chỗ cây xanh nữa đó. Sao mà siêu quá vậy? Bỉ ngon lắm, Bỉ chơi với bà Giang Thị Thoa 23 tuổi đó mà trời ơi chạy nghe mê lắm. Nhưng mà người ta nói gì nè, mình chỉ thấy mặt phải của tấm huy chương, mình không thấy mặt trái ở đó.
người ta vẫn đổ mồ hôi, người ta mệt mỏi, người ta bao nhiêu người ta không có nói, Đúng rồi, cũng kiên giống trì như mà. vậy. Đúng rồi, cho nên là để được như chị Bỉ là chỉ bỏ công sức nhiều lắm mà mình không Càng ngày muốn càng đẹp. càng trẻ ra kìa đấy, chị bị giống như con gái, ai bảo chị là nhiều tuổi đấy đâu, có ngồi Đúng mà rồi, đi khám phá thì mới biết chị nhiều đấy, chứ còn người ta ta cứ bảo phải chị ba mấy à. Dạ có nhận thức là tuổi 20 chứ, à, đối với sức khỏe nha, nhà mình phải trời, nhận đi với thức. hai đứa dâu với đứa con gái là mình phải là bốn chị em chứ không phải là mẹ con, Ngon 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 ngon. mà Thế con mình cũng phải là chơi nổi hơn các bạn nữa. dạ rồi, hẹn gặp cả nhà mình tối nay trong lớp thối nội tâm, cái là ăn vui ha anh chị. Buổi đầu tiên quan trọng lắm, nhà mình vào nhận hiện thực ha À, cả tối nay nhà. thầy toàn lại một lớp thấu hiểu nội tâm lại hả, khóa mới Dạ, hả? tối nay ngày 7 đúng không? Tối nay khai giảng á, thì anh chị nên có cả nội tâm đó, chăm sóc sức khỏe tinh thần của mình, à, chăm sóc sức khỏe thể chất rồi sức khỏe tinh thần, rồi sắp tới Mình cũng có phải học lại, học xong rồi tới 10 giờ rưỡi vô học lớp mentor dinh dưỡng. Trời, kiểu này ai giờ theo còn cái được lớp mà thở quốc dân nữa chị Lệ, 9 giờ đến hả? 11 giờ hôm nay hơi thở quốc dân. Hơi thở quốc dân á, 9 giờ tối với lại 9 giờ sáng hơi thở quốc dân, giờ ai muốn hơi thở quốc dân ra gọi riêng lại chỉ cho cái tập thở đẹp luôn, thở hơi thở quốc dân xong là eo nhỏ luôn. Ồ, vậy thì mình gặp đằng này chị Lệ luôn này, chuyển giao Tắt luôn. Dạ. máy để cho thầy Tân đi nghỉ, còn mình đang nói Ok. Dạ. riêng. Ôi, cái chị Lệ 9 giờ sáng có hơi thở quốc dân hả? Có tí ta gửi bài cho Đúng rồi, nhắn nữa chị chị gửi Lệ nhá cho cho đi, chị Lệ. Rồi em chị chào Lệ thầy cho Tân, cái em chào bài cả mà nhà. Đi tập đâu rồi rồi, ạ? tương tác riêng cho thầy Tân nghỉ ngơi. Ừ, Đi ok. nhà à, Em có rồi gửi cho chị Linh hơi thở quốc dân rồi đó. cái Dạ, em biết nha. ơn chị. Trời ơi, ngon quá. Em gửi thuốc lo xua mà. Ừ, được rồi, em Tôi biết ơn thấy chị. em Vô cũng với gửi thuốc lại là lo máy xua. đẹp mới được. Tóc tóc Tôi bạn đang gửi hết. nhìn Tôi dung em có cho, người đẹp thôi. tôi ta sẽ nhìn dung cho. Thầy Tân ơi, em À, nói thầy nghe này, em với chị Bỉ là giống nhau đấy, có cái loa kia là chỉ biết bấm tới thôi, không có biết bấm đuôi, không có biết tận